Đức năng thắng số, nhân định thắng thiền, biệt nghiệp và cộng nghiệp của một quốc gia đến từ đâu? Thức đêm biên tập muôn kiếp nhân sinh phần 2 mà nhìn anh em tập trung không kém, theo dõi diễn biến tình hình chuyển đổi quyền lực những ngày cuối ở Mỹ hay tranh chấp chủ quyền Biển Đông. Xin được trích để các bạn chiêm nghiệm một đoạn hay và ý nghĩa. Khuya qua anh em vừa biên tập chương 2 mà giáo sư John Vũ vừa gửi về. Thomas lắng nghe câu chuyện, nhìn ông Chris một lát rồi hỏi: "Ông có thể kể cho tôi nghe một câu chuyện về chuyển số mệnh, hay người ta thường gọi là đức năng thắng số được không?" Ông Chris giải thích nhẹ nhàng. Kinh sách Ấn Độ có câu chuyện lịch sử truyền lại như sau. Một ông vua khi lên ngôi, thấy cung điện của mình cũ kỹ nhỏ bé, xấu xí, nên muốn xây lại một cung điện huy hoàng tráng lệ hơn. Ông chi rất nhiều tiền cũ, tuyển các nghệ nhân nổi tiếng trong vương quốc đến để xây mới lại cung điện của mình. Mặc dù năm ấy, nạn đói hoành hành khắp nơi, người dân không có đủ lương thực để ăn. Ngoài ra, còn có thiết kế xây lăng tẩm sẵn cho mình rất xa xỉ, trên một vùng đất lớn, bằng cả một ngôi làng của dân. Ngày nào nhà vua cũng đốc thúc các thợ thuyền, dồn sức làm việc ngày đêm, cho thật sang trọng nguy nga. Ông muốn có một chiếc ngai bằng vàng ròng, bồn tắm bằng ngọc, phòng ốc được trang hoàng cầu kỳ bằng đá quý, với các chi tiết trạm trổ hết sức kỳ công, và muốn lăng tẩm của mình thật hùng vĩ muôn đời sau còn nhắc đến. Ít lâu sau, nhà vua mắc một chứng bệnh nan y. Các y sĩ giỏi trong vương quốc dù cố gắng hết sức đều bó tay không thể cứu chữa. Các nhà chiêm tinh nổi tiếng trong vùng được triệu tới để xem tử vi vận mệnh cho nhà vua. Thật bất ngờ khi ai cũng nói rằng ông chỉ sống cùng lắm được một tháng nữa mà thôi, vì số mạng của ông chỉ đến đó là hết. Nhà vua tuyệt vọng nghĩ, nếu chết ta cũng không thể mang theo của cải, cung vàng điện ngọc đi được. Cuối buổi, khi mọi người ra về hết, một nhà chiêm tinh già, rất uy tín, nán lại tiến đến nói nhỏ một câu gì đó, rất nhỏ, chỉ đủ cho nhà vua nghe. Nhà vua biến sắc, lặng người suy nghĩ. Triều đình bất ngờ khi nửa đêm hôm đó, nhà vua đột nhiên ra lệnh, hủy bỏ ngay lập tức dự án xây cất cung điện, lăng tẩm mang tất cả của cải vàng bạc bố thí cho dân nghèo, trong cả vương quốc, ngay vào ngày hôm sau, và chấp nhận số phận của mình nằm chờ chết. Nhưng thật kỳ lạ, sau khi từ bỏ việc xây cất cung điện, lăng tẩm và phát trận cứu đói kịp thời cho dân nghèo, sức khỏe nhà vua mau chóng hồi phục trở lại trước sự kinh ngạc của tất cả triều thần. Nhà vua cho gọi vị chiêm tinh đó đến hỏi lý do. Vị chiêm tinh nhìn nhà vua một lúc rồi chậm rãi giải thích, số mệnh tử vi của nhà vua thật ra đã hết. Nhưng vì hành động bố thí lớn lao, không điều kiện vừa rồi, đã chiêu cảm được những điều tốt lành may mắn và chuyển được nghiệp quả số mệnh, nên nhà vua sẽ không phải chết nữa. Trong khi Thomas còn bàng hoàng, thì ông Chris chậm rãi khẳng định, đó chính là nguyên lý hoán cải số mệnh, đức năng thắng số mà anh đã từng nghe. Thật ra, dường như ai cũng biết đến quy luật này, nhưng ít có người thực hiện được. Vì tâm họ còn nhiều tham sân si, ích kỷ, thường chỉ biết nghĩ cho riêng mình, mà không nghĩ đến thiên hạ chúng sanh. Dù họ có biết chết đi, không mang theo được gì cả, và linh hồn họ cũng đâu có được ở trong lăng tẩm tráng lệ đó đâu. Và cộng nghiệp của một vương quốc, quốc gia, ảnh hưởng lớn từ chuyển đổi tâm thức, hướng thiện, từ những người giữ vị trí cao nhất, rồi đến sự thức tỉnh của đa phần, những người dân sống trong quốc gia đó. Trích từ Muôn Kiếp Nhân Sinh, tập 2.